Mới đây trên mạng xã hội, xôn xao thông tin chia sẻ từ chị NTTTH 29 tuổi quê Lâm Đồng khi cho biết bệnh viện phụ sản Mekong đã khiến chị liệt nửa người sau khi sinh mổ tại bệnh viện. Liên lạc với gia đình chị TH ngày 20 tháng 1, anh NDTB ngụ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã có những chia sẻ liên quan đến việc vợ anh bị biến chứng liệt nửa người. Cụ thể, trong đơn khiếu nại của anh P, cho biết bệnh viện đã tự ý chuyển phương pháp mổ bắt con khiến sản phụ liệt nửa người. Cụ thể, theo đơn khiếu nại, ngày 2 tháng 11 năm 2020, vợ chồng chị TH đến bệnh viện phụ sản Mekong để tiến hành nhập viện. Sản phụ có chỉ định mổ bắt con do thai lớn, tiểu đường thai kỳ, tiền sử dị ứng thuốc tê, xương chậu hẹp. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập viện, chị TH được đưa đi nhận phòng lưu trú. Tại đây, nữ hộ sinh có khám và hỏi tình trạng của sản phụ, thì được chị TH thông báo có tiền sử dị ứng thuốc tê. Nữ hộ sinh nghe rõ và có dán biểu tượng lưu ý việc dị ứng trên cho sản phụ. Thông tin này được chị TH một lần nữa trình bày tại phòng tiền phẫu trước khi vào ca mổ bắt con. Ekip trực tiến hành hội chẩn tiền phẫu và thống nhất sẽ gây mê để mổ lấy thai cho chị TH. Tuy nhiên, theo anh P, khi vào phòng mổ, một bác sĩ thực hiện gây mê tên LQH đã tự ý đổi phương án gây mê sang gây tê mà không báo trước với người nhà, cũng như không được sự đồng ý của chị TH. Bác sĩ đã bỏ qua tiền sử dị ứng thuốc tê của bệnh nhân, bỏ qua kết quả hội chẩn tiền phẫu, tự ý gây tê mặc cho vợ tôi văng xin trong phòng mổ. Sau khi tiêm thuốc tê vào tủy sống, người vợ tôi co giật mạnh, nôn mửa liên tục trong suốt quá trình tiến hành phẫu thuật, anh P cho biết. Người chồng cũng cho biết sau ca phẫu thuật mổ lấy thai, chị TH được đưa ra phòng hồi sức và phát hiện bị liệt nửa người bên trái, hoàn toàn không cử động được. Đến lúc này, các bác sĩ mới gọi anh P đến để báo về tình trạng hậu phẫu, nhưng không đề cập đến vấn đề tự ý gây tê. Phía bệnh viện đã đưa ra phương án liên hệ Bệnh viện Nhân dân Gia định hỗ trợ hội chẩn, xét nghiệm và điều trị. Sau khi ổn định thì trở về Bệnh viện Mekong để tiến hành chăm sóc hậu sản. Theo anh B trình bày trong đơn khiếu nại, khoảng thời gian vợ anh được chuyển sang khoa nội thần kinh huyết học của Bệnh viện Nhân dân Gia định, phía Bệnh viện Phụ sản Mekong không hề có mặt để hỗ trợ, theo dõi. Ngày 4 tháng 11 năm 2020, sản phụ TH được Bệnh viện Nhân dân Gia định cho xuất viện với chẩn đoán liệt nửa người trái có hồi phục sau 2 ngày mổ bắt con. Chỉ định điều trị nội khoa, một thời gian sau, chị TH được phía Bệnh viện Mekong mời bác sĩ vật lý trị liệu đến để tập luyện phục hồi chức năng. Nhưng theo anh P, thời gian tập thường xuyên bị ngắt quãng, bác sĩ nhiều ngày không đến và phía bệnh viện phụ sản có dấu hiệu chậm trễ, lơ là trong việc điều trị. Theo biên bản làm việc giữa hai bên, kết quả họp hội đồng chuyên môn ngày 24 tháng 11 năm 2020 của bệnh viện xác định phương pháp gây tê tủy sống là chưa phù hợp, chưa tìm được nguyên nhân gây yếu nửa người cho sản phụ. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về lỗi chủ quan của bác sĩ H khi sử dụng phương pháp gây tê mà không báo cho người nhà biết. Tuy nhiên, phía bệnh viện Mekong lại nhận định chưa có bằng chứng tác dụng phụ của thuốc gây tê gây yếu nửa người cho bệnh nhân khiến gia đình bức xúc. Chia sẻ qua điện thoại ngày 20 tháng 1, chị TH cho biết hiện tại sức khỏe của chị yếu, mệt mỏi trong người, những sinh hoạt hàng ngày đều không làm được, phải nhờ đến người thân trợ giúp, ngay cả việc ẵm con, cho con bú cũng không được, khiến chị rất đau xót. Liên quan đến vụ việc, đại diện Bệnh viện Phụ sản Mekong cho biết đã nhận được thông tin và có câu trả lời chi tiết một cách sớm nhất do lãnh đạo bệnh viện cung cấp.